như mặt đỏ quét vậy. À, người ta nói mặt đỏ là bị nứng 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 nó nứng đi. Đó không? Có cái gì? Đúng không? Tao mệt nha, đừng có sao hả? Đừng nói gì đó nữa coi. Em sẵn sàng phục vụ. Hả? Chúng tôi xin sẵn sàng phục vụ. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Có thì nấu luôn, xuống đây người ta lấy cho rạch mất cỏ. Hello mọi người, nay ông đi ruộng rồi mà nghe nói là đi tới chiều mới về á, thúc cá rồi gánh máy rồi tùm lum á. Thì mình nói nhà mình ơn, vì mình sẽ lại mẹ mình chơi và chiều tối mình về mình sẽ dành cho anh một màn cho anh nha mọi người. Ok mọi người, nếu biết mình cho anh gì thì xem hết video nha. Ok mọi người, thì mình mới về tới nhà nhưng mà không biết là đi đâu, không biết là có qua đến bây giờ hay qua điện thoại không nữa mà đóng cửa không qua ở nhà hết trơn á, tính vậy cho anh ổng mà. Mọi người thấy cái mặt mình vẫn đang bình thường đúng không? Nhưng mà thật ra là nó cái nhà mặt mọi người nhìn cái tay với cái mặt mọi người sẽ biết nha. Đây à. Thì bây giờ mình sẽ đợi ổng về nha. Buồn quá là tính về cho ổng liền nhưng mà không thấy ổng đâu chưa. Tại vì chỉ vô điện thoại nó hơi trắng trắng hơn á, còn ở ngoài là nó đỏ tươi luôn á. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ điện ổng về nha, chắc điện ổng về quá à. Xong rồi mình còn đi tắm nữa chứ, đợi ổng biết đợi tới chừng nào. Ok bây giờ thì mình sẽ đi à, đặt cốc quay rồi điện ổng về nha mọi người. Vô đây tối tối mới thấy nâu nè mọi người. Ủa không phải nâu mà kiểu nó đỏ đỏ rồi đó. Mắc cười lắm luôn á, nhìn ra ngoài hài lắm luôn á. Bây giờ điện ổng mà không bắt máy luôn, không biết đâu rồi. Thôi nằm đây đợi ổng về nha mọi người. 2 hours later. Tao sáng dậy má. Đi đâu? Nhà mẹ chơi. Ở gì vậy? Hả? Vậy. Ở gì vậy? Đi đâu? Đâu chưa? Gì mặt đỏ quét vậy? Gì đâu, tự nhiên bị dị ứng đỏ vậy á. Ăn gì á? Biết đâu mà. Ăn gì biết không? Có ai ăn gì đâu. À, người ta nói mặt đỏ là bị nứng, nứng. Phải không? Phải không? À, không có đâu. Nứng rồi đó đây. Đỏ. Thành ra, thành ra. Chứ vậy mặt đỏ thường thường người ta nói mặt đỏ là bị nứng đó ba. Thôi đừng có tào lao. Chứ sao mặt đỏ kìa kìa, cái tay bằng bàn tay đỏ luôn. Dữ không? Rồi giỡn đỏ luôn. Mà cái giòi đỏ sẵn không nó. Mà sao tự nhiên đỏ hết trơn vậy? Bộ bớt cũng bị lan nữa hả? Bớt nó cũng bị lan nữa hả? Đau ngại cũng bị lan nữa hả? Đỏ dữ không? Đỏ, đỏ đi gan bị nứng luôn á. Thường có tào lao quá à. Thường thường nó rất mặt đỏ mà nứng. Mày đi nhậu quá. Có đâu. Mà sao mặt đỏ? Nứng nữa, nứng đi. Thì thường thường người ta nói vậy. Ai ơi, thấy chưa? Thấy đâu giận chưa? Chưa. Chưa, không phải đâu. Tại vì thường thường anh cũng thấy mà người ta đâu biết, đâu có nước không đâu. Có không? Không có gì. Đúng không? Tao mệt nha, đừng có sao hả? Đừng nói gì đó nữa coi. Thì anh sẵn sàng phục vụ. Hả? Chúng tôi xin sẵn sàng phục vụ. Hả? Hả? Chứ gì? Đi tắm nâu. Tắm nâu sao đỏ? Thì bởi vì cả một quá trình đó. Nhỏ nó dụ em. Dụ gì? Dụ nó nói hả, tắm một lần nâu mà hả, đi tắm xong cái còn trắng tươi. Cái em lấy xe em chạy vòng vòng em để cái mặt gì nè, em không đeo khẩu trang, nhìn lên chạy. Chạy từ lúc mà anh đi cuộn tới bây giờ luôn. Cái nó thành gì nè. Ủa mà tắm nâu là tắm sao? Thì tắm trở thành da nâu. Trên đời này cũng có cái nước để tắm mà nó thành da đen luôn hả? Có sao không? Là tắm nước đâu? Nước đừng nói nước đùi chuồng heo à. Trời ơi, cái đó thì người ta nói là tắm nâu thôi nhưng mày
mà đang trắng đẹp chết tự nhiên tắm nâu làm gì? Ủa trắng đẹp hả? Sao đó nè anh coi mấy cái bà nước ngoài mà da nâu không vậy? Nước ngoài người ta cái da người ta sẵn vậy. Ủa gì mắc vậy? Anh coi mấy đứa Việt Nam, anh coi em đi, anh coi mấy đứa nước ngoài da nâu chi, em tưởng anh thích da nâu. Anh coi chứ anh có nói thích hồi nào. Mà làm cho em giờ bị đốm đốm rồi nè, giờ giờ anh sao? Trời. Chị ơi hả, em mặt sát lên đó, rồi tắm rồi chi có cái tay với cái bà cái mặt không vậy, cái bàn giò không vậy? Thì tính phơi hết nhưng mà sợ đen, thì tính phơi hết nhưng mà sợ đen. Ủa phơi mà sợ đen hả? Tắm nồng mà sợ đen. Ủa sao tự nhiên lúc đó em lại có suy nghĩ phơi mà sợ đen ta? Thôi vậy lỡ hôm nay mặc áo hoa dây quần đùi đi phơi. Nhưng mà mặc áo hoa dây quần đùi đi phơi thì nó vẫn còn cái đen này, cái đen này, cái trắng trong đen là sao? Nhìn nó vậy luôn. Vậy em đã phải để chỗ lũi đi phơi hả? Làm đi. Vậy là phải để chỗ lũi đi phơi à? Khùng á. Khùng á. Lên nóc nhà nằm vậy. Chứ sao chỗ đều được chợ? Lên nóc nhà đi à, rồi ở chỗ phơi. Trời ơi, nhỏ. Nghĩ sao ra ra ngoài ngoài đường nằm phơi hả? Nghĩ sao tắm 10 triệu mà vẫn còn trắng tươi với chị đi tắm trắng được rồi. Vậy tự nhiên tốn tiền sức kem hồi đó tới giờ rồi giờ tốn thêm 10 triệu để mà tắm đỏ đen lại. Hỏi em rảnh quá à, đừng anh nói nè, anh cứ coi mấy đứa da nâu làm vậy. Ủa anh coi hồi nào? Anh coi mấy con nhỏ dưới bự Việt Nam không à? Anh coi mấy con nhỏ dưới bự Việt Nam không à? Khai dưới bự Việt Nam hả? Ý nói là tắm mà không có coi bên nước ngoài, coi Việt Nam không à? Em thấy anh lướt lướt mấy bà hả, da nâu rõ ràng đây. Da nâu một bóng bóng mà bà vuốt gì nè. Nhưng mà người ta đẹp theo cái nét đẹp riêng của người ta. Không đâu, chắc là kiểu như mới phơi nên nó nắng. Anh đợi ngày mơi mốt nữa nó nhả nâu lại, nó bóng lên. Nó lọt ra lớp da luôn á, rồi mất tốn tiền đi trị lại nữa. Rảnh qua tự nhiên cầm 10 triệu cứ cho anh ta ăn chơi vậy á. Chứ em thấy rẻ quá, thường thường tắm trắng tới 40-50 gì lẫn còn này tắm đen có 10 triệu. Khỏi mất công sức kem dưỡng trắng nữa. Em thấy tiện quá. Ủa vậy sao không nói anh dẫn đi ruộng đó lên chở nó cho hốt rộng có ngại chở nó đen lại hả? Đen gì đúng cái điều, đen cái tay cái mặt không à? Đen hết trơn luôn. Lên trên chở nó rồi tha hồ mà ở chuồng không ai thấy hết trơn á. Lên chở đi rồi ở chuồng hốt cứ rộng có ngày đã đen hết trơn người luôn à. Vậy thì bơi đi chứ biết sao giờ, chứ giờ còn này với này sao giờ? Dẫn thì chứ ở chuồng hốt nhà đẹp quá à. Lên chở đi, ở chuồng hốt đi rồi ngồi ngồi cua nó kẹt một cái xích cái hộp đậu luôn. Giờ này sao giờ? Nó tắm một lần đen mà giờ không phải đen cái nào chưa? Thì hả? Còn đâu mà nó tha cho em gì? Thì nó tha gì màu nâu sệt màu nâu đó ai biết đâu à. Xong nó đưa em vô cái máy hấp gì đó. Xong gửi đẩy em ra mà em vẫn thấy còn chắc tư à. Nó nói để đi từ từ nó đen. Mà đáng lẽ phải đen liền mới đúng chứ. Đánh tiền được chứ trời, ở nhà không hồi đó giờ tốn tiền cho sức kem sức hoài không trắng, giờ tốn tiền đi tắm nâu lại nữa. Tốn 10 triệu tắm nâu như tốn cả triệu tiền xăng à? Trời trời, như tốn triệu tiền xăng nữa. Anh biết đâu thì em chạy sáng giờ em chạy hoài luôn, chạy từ lúc anh đi tới giờ này luôn nè, chạy không ngừng luôn. Vậy sai không nghĩ là về em leo lên nóc nhà em nằm em phơi nó đỡ tốn tiền hơn. Ừ thế tại sao em không về nhà em leo hồi xăng em ngồi mà em phải chạy vòng vòng chi vậy ta? Trời sao không nói em sớm? Trời ơi, làm tốn thêm cái triệu tiền xăng rồi mua nước uống rồi mua đồ ăn nữa. Trời ơi không nói sớm. Còn lại mượn đi tắm nâu cho tiền sức kem cho trắng đã, về đi tắm nâu làm sao? Thì em nói rồi, em tới anh tối ngày anh coi mấy cái bà châu Phi ổn không có coi rồi nào. Rõ ràng em thấy anh coi rõ ràng mấy bà đít bự mà da đen nâu nâu mà không hết đó, anh ngồi vuốt thì nè anh phái anh coi hoài luôn. Cái đó người ta đi tắm biển chứ ai nói tắm nâu tắm biển từ từ đen lên nè. Chị em ơi, nhảy đi tắm biển đi. Ủa bữa hôm dẫn đi rồi chị đen, bữa đó sợ đen. Sợ đen giờ đòi tắm nâu vô lý thiệt chứ. Sao có thể vô lý vậy? Rồi tắm nâu chi vậy? Thôi nhưng mà cái phần nâu tắm nâu chi rồi mặc cái áo vú tối ngày cái vú nó trắng. Rồi cái lúc mà cởi cho hết á như là quái thai vậy á, tự nhiên chỗ nào cũng nâu hết, có cái chỗ này với chỗ đó nó trắng.
Vậy ngày mai đi tắm trắng lại hả? What the hell? Lạnh thiệt. Chứ giờ sao giờ? Chứ bây giờ còn nguyên một khúc này mà tắm lâu hết nguyên khúc này thì nó nhiều hơn cái khúc này tắm trắng. Diêm đi tắm khúc này, tắm trắng cho cái khúc này nó ít hơn cái khúc nguyên khúc này nó lâu. Rảnh thiệt luôn á chứ. Làm như tiện chỉ chơi tiện trên trời rơi xuống. Tại anh kìa, anh không nói rõ ràng. Em thấy anh coi tối ngày anh tưởng anh thích không mà. Ủa coi là thích. Một coi là thích. Coi mà anh coi một cái video đó mà anh để cái chục lần chứ không phải anh lướt cái mũi lướt qua đâu. Anh có coi cái lướt da nữa đâu. Anh coi cái gì cần coi thôi. Cái gì? Bố anh coi tức là anh coi cái da hả? Bộ anh coi da. Coi cái gì cần coi thôi chứ. Coi tam giác vuông vuông tầm tròn tròn tam giác vuông chứ ai mà đi coi cái da làm gì. Người rảnh quá à, lại đi đem 10 triệu của anh. Bộ tiền kiếm dễ lắm hả? Rồi. Kỳ quá hả? Ủa rồi tự nhiên cái mặt cái đỏ quét rồi. Rồi cái bụng cái trắng tư. Bụng trắng tư à? Cái cổ cũng chấm tư luôn. Giờ ra đường người ta nói bị nứng không? À, cái gì nữa? Cái gì nữa? Vậy thôi anh chở. Ở đây cái spa ở đây nó giỡn mà anh chở đi gạch giá tắm trắng liền. Nói rồi rồi tốn tiền tắm trắng lại nữa. Tiền ông cố nội để lại á. Em đỡ mà. Em chốt dài mà. Thì giờ em thông não em rồi mình đi tắm trắng lại mốt không tắm đen nữa. Mà sao em cũng thấy mấy đứa kia nó phơi nắng không mà thấy cái da nó đen mà nó đâu có đỏ gì. Sao mẹ em đỏ vậy ta? Chắc là phơi lâu trong một ngày quá. Người ta phơi nắng sáng. Ai đâu mà như em mà phơi nắng trưa. Ủa phơi nắng nó cháy ra luôn. Sao nó phơi sớm? Anh tháng thì chứ. Ủa con nhỏ spa nó không nói em à? Không. Nó nói chê, nó nói là sao anh làm chê vậy? Sao ăn ở không rồi phung phí. Dạ. Mốt đen thì mốt đó, ta đi ruộng rồi dẫn theo đó, cho ngồi xuồng ta bơi vòng 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 vậy đó. Thôi lỡ anh lên dẫn em đi tắm trắng đi. Thôi khỏi đi, để vậy lên ra ngoài cho người ta nói nướng chơi. Có mình lên anh nói chơi nói. Anh không chở em đi lên à? Nướng đỏ mặt luôn. Em mệt quá à. Làm ăn gì mà không gì ra gì chứ. Nó không biết rồi đầu óc mà như ngu quá. Tại anh chứ thầy ai thì em muốn ai mà thích đẹp, em muốn đẹp trong mắt anh thôi. Người ta thích cái tam giác với cái tròn tròn nha. Tiện đi, tròn tròn. Khùng thì chứ. Thôi mấy ông ơi, chở đi tâm trắng. Ừ. Tiện nhiều lắm, rảnh lắm. Có gì nữa? Tan nét đề hoa rồi còn có gì? Đó là thấy chưa? Thấy gì? Rõ ràng bày đặt. Rõ ràng gì? Muốn hoa, nướng hoa, nướng hoa. Có không? Có thì nói đi, xuống đây người ta lấy cho bày đặt mất cỏ. Không có. Chứ sao tự nhiên nó mất kìa. Mẹ. Em tẩy trang chứ không? Thì sao? Trong mẹ. Điều gì quá hả? Đừng đâu cái mà mất cỏ chứ. Không có đâu, đi ra đi, bàn mày đó. Đi ra đây chỉ là ok mọi người, thì video của mình tới đây cũng kết thúc rồi. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh cho tụi mình nhé mọi người.